con Lan nó gọi mượn 50 ngàn. Đầu tiên, bà phải tìm cách làm thân với những người xung quanh ông nội. Con đã tìm hiểu rồi. Người dễ tiếp cận nhất là Minh Dừa, con nuôi của ông nội. Người này hiền lành, dễ tin người, lại hay thích làm việc trượng nghĩa bao đồng. Quanh, muốn mì hả? Đúng rồi. Vô đây, mì trong đây mà. Anh ăn bánh mì gì? Cho tôi ổ bánh mì thịt nha. Mì thịt ha. Nhưng mà cho tôi ngồi đây ăn được không chú? Dạ được chứ. Trời ơi, cái bàn này là em mua về để cho mọi người ở lại ăn á. Mà mua xong họ đi về luôn, anh là người đầu tiên á. Vậy hả? Dạ. Vậy tôi hân hạnh quá. Cho tôi ngồi nghe. Anh ngồi đi. Cảm ơn. Ngồi tới chiều cũng được nữa. Bánh mì của anh nè. Dạ, cảm ơn. Để tôi gốc cho miếng nước uống nha. Uống để thôi nó mắc nghẹn. Tự nhiên nha. Dạ. Chú ơi. Sao? Bánh mì có sao hả? Bánh mì ngon quá. Y như cái vị tôi ăn hồi lúc nhỏ đó. Là hết hồn. Bánh mì tôi làm ngon lắm. Dạ. Bí quyết nằm ở chỗ nước sốt á. Anh ăn vô anh thấy anh, nó đậm đà mà nó thanh thản lắm. Dạ đúng rồi. Đã ngon, ngon, ngon. Không có ngán. Chứ sao? Ngán người ai mua nữa. Ủa rồi bán đây có một mình à hả? Một mình em à, chi đông mất công trả lương. Đó, ví dụ bán đắt á thì mình đi ra nhà hàng mình ăn. Còn bán ế thì mình quốc bánh mì. Không có đâu, bán bánh mì ngon vậy sao ế được chứ. Anh nói vậy chứ cũng ế chứ. Nhiều khi khách hàng họ đâu có ủng hộ mình hoài được. Vậy hả? Dạ. Cho tôi thêm 2 ổ nữa đi. 2 ổ ha, ngon quá ăn 2 ổ nữa ha. Đúng rồi. Để em nha. Dạ dạ. Thôi quên. Một ổ thôi. Sao vậy? Hồi nãy tôi đóng tiền viện phí cho má tôi á, đóng hết rồi. Giờ nhớ còn có nhiêu đây thôi à. Rồi thôi mình lấy một ổ thôi. Phải chi nãy đừng ăn ổ này là đem về được 2 ổ rồi. Gì mà khổ như vậy? Thôi để tôi làm thêm 2 ổ nữa. Mà tôi không lấy tiền đâu, anh cất đi. Tại ở chỗ này tôi cũng làm từ thiện hoài à. Ngày cho tới 20-30 ổ lận. Sáng giờ mới có 3 ổ không sao đâu. Không đến nỗi dịch tiệm đâu. Ha. Chú tốt quá. Dạ, ai cũng có lúc khó khăn mà anh, không sao đâu. Thật ra nhà tôi dưới quê á cũng khó khăn dữ lắm. Ai sai tôi làm gì tôi làm đó à. Tôi có thằng con, tôi cũng cho nó đi học đàng hoàng. Bây giờ á nó cũng đang đi kiếm việc làm. Đụng cái má tôi bị bệnh nặng. Vợ chồng tôi phải đưa má tôi lên Sài Gòn để chữa bệnh. Bây giờ vợ chồng gia đình tôi phải đùm túm với nhau, sống được ngày nào hay ngày đó. Người bác bệnh gì anh? Tiểu đường, huyết áp, tim mạch, nói chung là lung tung hết chú ơi. Phải sống gần bệnh viện mới được, sống xa bệnh viện là không có ổn đâu. Cái gì mà hư hết bộ đầu lòng sao sống nổi? Cái kiểu này có nước bác chết là mới khỏe được chứ. Xin lỗi, tại vì thấy bệnh tình nó nặng quá. Nhưng mà dù gì cũng là mẹ mình mà. Đó, mình phải gắng cố gắng, thấy anh? Khổ quá. Nhưng mà rồi anh em anh đâu, rồi ba anh đâu? Ba tôi còn sống. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, má tôi không có cho tôi gặp ổng. Mặt mũi ổng ra làm sao tôi cũng không biết nữa. Chú biết không, tôi ước một điều á, một ngày nào đó tôi được gặp ba tôi, dù có chết tôi cũng chấp nhận nữa. Thôi, anh đừng có nói gỡ vậy. Anh chết rồi má anh chết theo nữa. Rồi gia đình nó bi thương lắm, ha. Nha. Bây giờ ngồi đây đi. Để tôi đi làm 2 ổ bánh mì nữa cho anh. Thấy anh khóc mà tôi cũng khóc theo luôn á. Ha. Anh Minh. Quyên. Rảnh không? Rảnh, đang ngồi nói chuyện với ảnh. Làm cho em 20 ổ bánh mì đi. Đem về công ty đãi nhân viên. 20 ổ hả? 21 ổ đi. Dư ổ anh chị. Cho em. Bánh miệng làm ngon đó. Không ăn là uổng cả đời á. Để anh xíu. Trời, em ngồi bạn đi, qua đây làm chi? Thôi, em thích coi công đoạn làm bánh mì. Coi thôi nha, chứ không có được học hỏi nha.
Chú ơi, chú chú cho tôi phụ chú được không, để trả nợ cái tiền bánh mì á. Trời ơi, có 60.000 mà trả nợ gì anh, để em làm cho anh không quen đâu. Qua bển ngồi đi. Thôi mà cho tôi phụ chú đi, cho tôi đỡ ái nái đó mà. Ái nái hả? Khỏi mang nợ ha. Đúng rồi. Vậy thôi anh xách chưa leo giùm em đi. Dạ để tôi. Dạ. Mà sao tìm nhắn que vậy? Nhắn đâu nhắn, ba người nè, sáng giờ anh bán mấy ổ rồi đó. Ảnh là 3 ổ, em 20 ổ, em mua 20 ổ, trời mới mưa đó. Người ta nói có mưa là có tiền đó. Nhưng mà đơn hàng của em sao tính? Tính chứ, cũng phải trả tiền, phải tính chứ. Bởi vậy, làm quản lý một chuỗi bánh mì thì không chịu. Tự nhiên ra đi mở tiệm bánh mì chi cho nó mệt. Sao, bây giờ anh có đổi ý không? Em về nói ba một tiếng là làm quản lý liền. Đổi ý rồi, không làm nữa. Gì vậy? Tự ai? Cái gì vậy chú? Tính của ảnh vậy á. Thôi em sai. Em là người trần, em thích xô bồ. Anh là cao tăng, anh sai đánh hồng trần được chưa? Ai làm cao tăng được với em? Ối ngày chọc quả ông ta không. Làm đi mà. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Ừ vậy đi, để làm vậy ha. Vui. Hai người vui quá. Vui lắm. Xong rồi nè, tiền đây, tiền đưa tiền trước. Kiếm nha. Thấy không, biết lần nào cũng vậy à. 50 ổ rồi nha. Bye. Có chuyện trời mưa đó, ước á. Nè chú, cổ còn trẻ, đẹp vậy mà làm sếp rồi đó hả? Trời ơi, không những làm sếp mà làm sếp của sếp nữa. Sếp của sếp là sao? Con gái của chủ tịch tập đoàn Minh Quang. Ủa? Cái công ty bất động sản lớn nhất thành phố này đó. Ở đâu có nhà là ở đó có ổng á. Trời ơi, vậy luôn á hả? Chứ sao? Mà thấy chú với lại cái cô đó nói chuyện thân với nhau á, không có giống như khách bình thường, giống như trong gia đình vậy đó. Trong gia đình mà, anh em. Cái đó là hả? Cái đó là con ruột, còn tôi là con nuôi. Đều là con. Tía tôi thương tôi hơn, thương tôi hơn thương cô Nguyên luôn á. Vậy đó hả? Chứ sao, để tôi kể cho anh nghe. Vì lúc mà ông Mào biết đường Ken là cháu nội của ổng hả, là ổng nhận liền. Ổng không làm khó làm dễ gì hết hả? Chứ sao, trời ơi, máu mủ ruột thịt của người ta mà anh. Với lại tía tôi là người nhân hậu lắm. Người ngoài ổng còn thương mà, tôi ổng còn thương mà. Huống chi cháu ruột của ổng. Cho nên ổng nhận liền, đâu có gì đâu. Bánh mì nè, ăn ổ đi rồi đưa cho má ổ. Tới giờ cơm trưa rồi tự nhiên đi mua bánh mì chi vậy? Sao bà nhiều chuyện quá, tôi kêu bà ăn thì bà cứ việc ăn đi. Mới quen được người bạn, người ta tặng cho mấy ổ bánh mì. Phải không? Hay là ông lại đi mượn tiền ta đó? Nè, bớt nghĩ xấu cho tôi được không? Sao lúc nào cũng nghĩ xấu tôi hết vậy? Nè, tôi cho bà biết nha, mai mốt mà tôi giàu có lên, tôi giao du với giới thượng lưu không á, bà nói cái kiểu đó chẳng khác nào mà bôi cho chét cháu vô mặt tôi. Đây, thái độ gì vậy? Đã góp ý mà không biết ghi nhận lời nói của tôi nha. Vì lúc mà ông Mào biết đường Ken là cháu nội của ổng hả, là ổng nhận liền. Ổng không làm khó làm dễ gì hết hả? Chứ sao, trời ơi, máu mủ ruột thịt của người ta mà anh. Với lại tía tôi là người nhân hậu lắm. Người ngoài ổng còn thương mà, tôi ổng còn thương mà. Huống chi cháu ruột của ổng. Cho nên ổng nhận liền, đâu có gì đâu. Tới lúc đó thiệt là sướng quá, làm tổng giám đốc sướng dễ sợ luôn.
Dạ thưa tổng giám đốc, có một số hồ sơ hợp đồng cần ký ạ. Mới vô chưa có được nghỉ ngơi gì hết trơn, ký cái gì? Để ra ngoài. Thiệt là sướng quá. Làm tổng giám đốc muốn chửi ai chửi á. Ký không ký thôi. Ui ba có đồ quỷ đó gì nhỏ gì. Sướng quá. Nhất định mình sẽ tìm cơ hội để nhận lại ông Mào. Má có nói thì kệ má. Mình không thể nào mà sống khổ hoài vậy được. Phải lấy lại những gì thuộc về mình chứ.